Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình Trung Coi Apple TV đây. Thì hôm nay là một ngày nó cũng gọi là hơi đặc biệt một chút đúng không anh em? Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5. Đấy, nó gọi là ngày diệt sâu bọ. Thì bình thường thì tất cả mọi nhà sẽ nói chung là tùy vào mỗi một nơi, mỗi một vùng miền. Nhưng mà đa số hầu như nhà nào mọi người cũng mua hoa quả về thắp hương cúng và ăn diệt sâu bọ ấy. Ví dụ như là ở nhà mình là như vậy, còn ở trên nhà vợ mình thì là lại ăn cỗ to luôn anh em ạ, to luôn. Nên là hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 ấy, mình xin chúc tất cả mọi người ấy, đang xem trên video của mình và đã theo dõi đăng ký kênh mình suốt quãng thời gian vừa qua ấy, mình cảm ơn tất cả mọi người rất chi là nhiều ấy. Chúc mọi người một ngày mùng 5 tháng 5 vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đấy, hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em. Đấy, số đây là đây đa số là hàng, nói chung là cũng có một ít hàng mới về nhé. Nói chung mình mới lọc được một ít thôi, mình lên cho anh em. Đấy, còn mình lọc suốt từ chiều luôn đấy, nhưng mà mình lên được mỗi mã một hai cây thôi, bởi vì cái thời gian quay video trên YouTube nó cũng có hạn anh em ạ. Xem dài quá thì mọi người có thể nhàm đúng không, xem nó hơi chán, nên là mình cứ lên mỗi mã một hai cây cho tất cả mọi người. Nhưng mọi người cần mã nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhá. Đấy, thì hôm nay trước khi lên video thì đúng không, đấy, trước khi lên video này thì mình có một con máy này nhá em ơi. Đây, con máy này là của một chú đâu, mình thử xem nào. Chú này à, chú nếu mà đây chú có tài khoản iCloud là Hồ Nhàn nhá, thì chú nhắn tin lại giúp cháu nhá, tại vì bởi vì chú là có mua con 14 bên cháu đúng không, và gửi con này về để cháu có nghĩa là cháu gửi lại tiền chú ấy, thì cháu mua lại, thu lại con này chú ấy. Nhưng mà cháu đổi máy ấy, đâm ra cái Zalo nó không tin nhắn cũ, nên là chú nhắn tin, chủ động nhắn tin lại giúp cháu nhá. Tại giờ cháu tìm mãi mà không thấy chú, đây chú đây này, đấy chú đây, đây chú đây này. Nó trên nó có tiếng, thì chú chủ động nhắn tin lại giúp cháu nhé. Cháu tại vì cháu quên mất là cháu đổi máy mà cháu lại không lưu lại số Zalo của chú. Đấy, cái này rất chi là luôn này. Thì chú nhắn tin và nhắn tin lại Zalo, cháu sẽ gửi chú tiền nhé. Đấy, con này là con XR độ 10 13 thường em ạ. XR độ 13 thường 64GB thôi. Con này thì bị vỡ lưng, còn lại mọi chức năng ok nhé. Còn Face ID còn. Đấy, cái này do màn bấm xuống nó bị bầm này. Đấy, chứ không phải do màn đâu. Con này màn zin đấy. Màn zin này. Thôi bỏ qua con này nhá. Thì chú nếu có xem được video của cháu thì chú nhắn tin lại giúp cháu nhá. Cháu cảm ơn. Đấy, thì đây giờ cháu bỏ qua con này của chú đi. Hôm nay đấy, mình có rất chi nhiều kèo gọi là đẹp cho anh em luôn. Đấy. Đây, đầu tiên này, mình lên cho anh em một con iPhone 6S Plus. Em ok chưa? 6S Plus full chức năng. Đấy. Pin 82%, 64GB nha em nhá. Đây. Men zin này, màn zin này, pin zin này. Pin này đúng rồi, 82 thì chỉ có pin zin thôi anh ạ. Đây, một con iPhone 6S Plus này, máy GA này, bản 64GB, full chức năng, full vân tay anh em nhá. Con này không Face ID đâu, lại full Face ID chết. Con này chỉ có full vân tay thôi. Đây, hình thức đây. Nói chung là máy zin như vỏ đây, vỏ thì theo anh em đánh giá nói chung con này vỏ này vỏ zin, nhưng nói chung là zin phẩy thôi, không được vỏ đẹp keng thôi. Thực sự anh em là những cái vỏ đẹp keng thì anh em chỉ có lên vỏ thôi. Chứ còn nó 3 năm rồi thì nó chỉ zin, vỏ zin nó chỉ được tầm 97-98 thôi, không bao giờ có 99, keng nó ít lắm, thỉnh thoảng có con thôi anh em ạ, thỉnh thoảng có con thôi. Đấy, thì con này để cho em với giá là 2.1 nhá, pin 82. Còn anh em nào thay pin thì thêm mình tiền pin thôi. Còn không thì mình để nguyên cho anh em với giá 2.1. Đấy, giá như 7G luôn, giá hơn 7G ấy. Mà anh em đã có màn to pin trâu rồi, 6S Plus thì pin rất trâu, màn rất chi to anh em nhá. Đấy. Con này thì không còn gì để nghĩ rồi anh em ạ. Thoải mái luôn, cam vẫn nét anh em nhá, cam vẫn cực kỳ nét luôn. Đây, nói chung mình sẽ cài lại tiếng Việt cho anh em, cam trước cam sau ok nhá, vân tay vân chân đầy đủ này. 2.100.000 đồng cho tất cả anh em đấy, vẫn tặng kèm cho anh em cường lực ốp lưng và sạc. Bình thường trước ấy là những mã quà thì mình có con tặng con không ấy, bởi vì nó trả lãi được bao nhiêu, nhưng mà giờ mình tặng hết nhá. Hôm nay ngày 5 tháng 5 nhá, ngày diệt sâu bọ này, tặng hết cho anh em luôn, 2.100.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 màu đỏ, máy quốc tế, zin full chức năng, zin keng áp anh em nhá. Ui, zin full chức năng, zin keng áp, pin 78%. Đấy, máy quốc tế full chức năng, pin 78. Đấy, pin zin thì còn 78 thôi. Máy đẹp lắm, con này anh em, con này máy đẹp lắm. Đây, một con iPhone máy mới GA này. Máy mới ra 64GB full chức năng, máy màu đỏ nhá, đẹp keng sờ beng luôn. Con này để cho em giá là 6 triệu
6.250.000 anh em nhá, 6.250.000 anh em, thay khóa pin mấy lít vào nữa là ui rồi ôi quá ngon luôn đúng không anh em, 6.250.000 này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 5 SE. Đấy, iPhone 5 SE này thì anh em thấy nó mình có mỗi một con này anh em, mỗi một con thôi. Thì hôm trước anh em nào mà có đặt nhá thì nói chung mình chả nhớ được anh em đâu, rồi không nhớ được tất cả hết các anh em đặt đâu, thì mình cứ lên kênh cho anh em. Đấy, máy quốc tế full chức năng 32GB anh em nhá, con này 32GB này, màn không xước không sát này, không phản quang này. Đấy, màn đẹp luôn anh em, không phản quang này, không đấy màn đây không có phản quang này, không có gì đâu, vỏ đẹp anh em, vỏ zin đẹp, máy zin pin 93 5 SE 32GB. Con này mình để cho em giá 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng anh em đã có 5 SE, mình vẫn tặng ốp cho anh em nhé. Con này có ốp, mình có ốp mô ốp rồi, 1.200.000 anh em dùng làm súng phụ quá ok luôn, đẹp kém luôn, pin 93 anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus, 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100. Đấy, còn hai con hôm trước có ba hay hai nhỉ, hôm trước anh em nào bỏ cọc rồi sao lại bỏ cọc không lấy này. Đấy, nhưng mình vẫn giá anh em cọc mà, cọc anh em mà anh em có cọc 100 mình giá luôn, tại bởi vì nó mình chưa gửi hàng đi thì mình vẫn cứ giá gửi lại anh em cọc nhé. Còn nếu mình gửi hàng đi rồi cơ thì nó mất tiền phí, thì mình sẽ lấy tiền đấy đỡ bù vào tiền phí gửi hàng. Đây, một con máy LLA này, máy Mỹ 64GB, máy Mỹ anh em nhé, full chức năng, pin 100%. Con này thì cho em giá 4 triệu bao nhiêu được, pin 100 nhé, 8 phần lớn, hình thức đẹp luôn, 4.100.000 đồng. Anh em đã có iPhone 8 Plus màu đen, máy quốc tế full chức năng. Đấy, main zin này, màn zin này, pin 100% luôn nhá, 4.100.000 đồng. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus nữa. Đấy, 8 Plus, nhưng con này màu gold này nhá, 64GB, pin cũng 100%. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ nhá. Đấy, mọi chức năng ok hết. Con này cũng máy Mỹ luôn, bởi vì về cùng một lô máy Mỹ mà. Máy quốc tế máy mới là 64GB này, con này pin 100%, hình thức ok em nhá. Con này mình để cho em giá 4.200.000 đồng. 8 Plus thì nó vẫn nổi tiếng là màn to bên châu, chiến game mượt mà đúng không anh em. Đấy, 4.200.000 đồng cho tất cả mọi người, cho anh em nào thích màn to bên châu này, chiến game thoải mái luôn, 4.200.000 em nhá, bảo hành 3 tháng. Và tiếp theo mình lên cho anh em một con iPhone 12. Đấy, iPhone 12 em nhá, 12 thường, bản như con này bán 128GB, máy zin đét áp căng em nhá, zin áp zin full áp căng đét em nhá, anh em có mút tụt lưỡi luôn. Máy mới này, Zia này, 128GB này, hình thức thì nói chung là máy zin. Đấy, zin là cái chắc chắn rồi, không zin cứ tặng máy cho anh em. Đây, nó phải nhẹ một cái đây thôi, nói chung là máy zin thì vỏ phải một tí nữa không, bởi vì dòng 12-13 nhá, vỏ nó chỉ là vỏ nhôm thôi, nên anh em chỉ cần va đập nhẹ cái là nó đã có phẩy rồi, nên là dòng 12-13 này như thế này mình theo mình đánh giá đã là vỏ đẹp rồi anh ạ. Theo mình đánh giá như này là vỏ đẹp rồi nhá. Con này mình để cho em giá là con này pin zin 90 luôn, 110 iPhone 12 128GB, pin zin 90 để cho em với giá là 9 triệu đồng. Em ok chưa? Tặng kèm cho anh em phụ kiện sạc nhanh ốp lưng cường lực. 9 triệu anh em đã có một con iPhone 12 máy quốc tế full chức năng, bản 128GB, zin keng áp, zin full áp nhé. Đấy, không được keng thì zin full áp. Đấy, anh em mua con này về dùng thay bộ mắt đúng không? Đấy, quá đẹp luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE, máy mới đây, từ này đẹp như này không mà, vỏ zin em nhé. Đấy, máy quốc tế full chức năng, vân tay vân chân đầy đủ này. Con này bán 128GB, pin con này sẽ là 1 lít anh em ạ. Đây, iPhone SE này, máy mới Zia này, 128GB em nhé, 128GB. Con này thì mình sẽ thay pin mới 100% cho anh em luôn, em ok chưa? Sẽ thay pin mới 100% cho anh em. Đấy, để cho anh em con này với giá là bao nhiêu được, pin 100 để cho anh em với giá là 3 triệu mấy đấy anh em, 3 triệu 6 đi. Con này tại vì anh em nhìn này, máy keng nhá, không một vết xước luôn. Đấy, mình sẽ thay pin mới 100% cho anh em luôn, để cho anh em với giá là 3.600.000 đồng kèm phụ kiện 128GB, máy màu trắng nhá, đẹp keng luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G, 8G quốc tế full chức năng, vân tay vân chân đầy đủ. Ui giời ơi, thực sự mấy anh em nhá, con 8G này quá đẹp luôn anh em ạ. Đây, anh em có thể đánh giá này, anh em có thể nhìn chi tiết máy nó này. Ui giời, đấy, không phải bảo độc mình khen. À đây đây đây, có một cái dấu phẩy đúng bằng cái đầu tăm ở đây anh em nhá. Còn lại này, keng keng luôn anh em ạ, gần như không biết xước luôn. Đấy, viền đẹp như này. Đây, có một cái dấu phẩy đây, có nói chung vẫn đẹp anh em ạ. Máy zin đét anh em nhá, iPhone 8G này, máy mới Zia này. Pin con này pin 90, pin zin 90 em nhé, 64GB, để cho em giá là 2.500.000 đồng, vẫn tặng kèm đủ full phụ kiện cho anh em luôn, 2.500.000 đồng 8G anh em ạ, quá ok đúng không? 8G hiệu năng rất chi là ổn luôn, rất chi mượt, anh em đánh
đánh liên quân nhé, bao mượt cho anh em luôn, 2.500.000 đồng cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE 128GB, pin 83%, pin zin theo máy nha. Hình thức con này cũng đẹp luôn, không kém gì con kia anh em nhé. Đấy, đây mình sẽ lên chi tiết cho anh em hai con này này. Đây, hai con này anh em, một trắng một đen này. Nhưng mà con màu đen này mình để cho em với giá là 3.4 triệu thôi. Đấy, bởi vì nó pin nó thấp hơn một chút, còn con màu trắng thì nó đẹp hơn, nó màu trắng mà pin cao hơn thì cho em giá là 3.6 triệu anh em nhé. 3.4 triệu và 3.6 triệu. iPhone SE bản 128GB, máy quốc tế full chức năng. Đấy, zin rất đẹp, bảo hành 3 tháng tất cả mọi người. Lỗi đổi một luôn. Lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày một nửa tháng cho anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 64GB, pin 89%. Con này là hơi bị khới khê nhá. Con này mình lên là 3 video rồi anh em ạ. Mấy anh em hỏi em không, đến lúc chốt là không thấy đâu rồi. Đấy, lại không thấy đâu anh em nhá. Con này iPhone X này, máy mới GA 64GB, main zin, màn zin, pin zin, anh em ok chưa? Pin 89%. Đấy, pin zin nhá, màn zin, vỏ zin. Đấy, con này để cho em giá 4.300.000 đồng cho tất cả anh em. Một con iPhone X màu trắng đã được trang bị tài thỏa. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. 4.300.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. 4.3 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 7G. iPhone 7G 32GB, máy quốc tế full chức năng, pin 9X, pin 97 luôn anh em nhé, 9X 97 luôn, vỏ đẹp luôn anh em ơi, vỏ đẹp luôn. Con này mình để cho anh em với giá là bao nhiêu đấy anh em? 1.900.000 đồng cho tất cả mọi người. Anh em đã có một con iPhone 7G, máy quốc tế 32GB, pin 97%, máy cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. 1.900.000 anh em ạ, 1.900.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR 64GB, pin 87%, zin áp anh em nhá, màu xanh cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ là hiếm luôn. Đấy, anh em nhìn này, màu xanh zin keng áp luôn anh em nhá, con này zin keng áp luôn, không kém gì keng nữa. Đấy, zin áp đây, mình vào chi tiết cho anh em. Một con đây, pin thì pin 87 nhá. Đấy, máy quốc tế full chức năng 64GB thôi. XR máy mới GA này, con này mình để cho em giá là 5.800.000 đồng. Đấy, 5.800.000 đồng. Ui, sorry anh em nhé. Chết. 4.800.000 đồng. 4.800.000 đồng. Chết, 5.800.000 anh em chửi mình chết luôn. 4.800.000 đồng. Anh em đã có iPhone XR màu xanh, máy quốc tế full chức năng 64GB. Hình thức là... Ui dồi, chết. Anh em ơi, vừa mình test app anh em nhé. Mình test app, rút sim ra, chưa cần lắp lại anh em ạ. Ui, app căng đét. Rút sim chưa cần lắp lại này anh em ơi. Con này mình để cho em với giá là 4.800.000 anh em nhé. Tí mình sẽ lắp khai sim vào cho anh em. 4.800.000 đồng cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE nữa, 64GB. Con này pin 87%, SE 64GB pin 87 nhá, hình thức ok. Đấy, nói chung máy zin vỏ phế tí thôi. Con này để cho em với giá là 3 triệu bao nhiêu được? 3 triệu màu trắng à? Màu trắng này, pin 87 à? 3 triệu 1 anh em nhá. 3.100.000 đồng. Anh em đã có một con SE máy quốc tế full chức năng 2020. Đấy, pin 87%, cực kỳ cao luôn. SE thì hiệu năng nó cực kỳ khỏe rồi. Cái hiệu năng nó như con iPhone 11 luôn. Nó cùng là một con chip A13 mà. Đấy, nó đều được hỗ trợ con chip A13 mà. Cực kỳ mượt, cực kỳ khỏe. 3.100.000 đồng cho tất cả mọi người nhé. Đấy, anh em thích nhỏ gọn, pin nhỏ gọn hiệu năng khỏe thì múc cho mọi người đấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 7G bản 128GB, pin 79 thì coi như là pin bỏ đi. Đấy, mình sẽ hỗ trợ thay pin mới cho anh em. Coi thay pin mới 100% cho anh em thì mình để cho anh em con này với giá là 2.1 triệu, máy màu hồng nhá, cực kỳ đẹp luôn. 2.1 triệu, pin 100%, iPhone 7G 128GB em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro 64GB, zin keng. Đấy, zin áp. Con này cũng lên mấy video rồi. Đấy, không biết con này hết pin rồi em nhé. Màn không một vết xước, không phản quang, không ám ố, không LV, không ép kính em nhá. Con này mình để cho em với giá là 7.900.000 đồng. Một con iPhone 11 Pro, máy màu vàng gold em nhá. Pin 80%, máy vàng gold. Phải không nhỉ? Pin 80 là đúng rồi, pin 80% hay sao anh ạ? Hay là để 8.0, mình ghi 8.0. Chết, nhiều máy lẫn hết rồi anh em ạ. 8.0 là 8 triệu nhưng hôm nay để cho em giá là 7.900.000 đồng nhá. 7.900.000, anh em đã có iPhone 11 Pro, máy màu vàng gold. Đấy, zin full chức năng, zin áp. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR màu vàng, máy quốc tế full chức năng, pin hẹo anh em ạ. Bản 128GB nhưng mà màn lô em ạ. Nhưng mà lô anh em nhìn này, anh em thấy có khác không? Thực sự nhá, mình nhìn con màn lô này, mới đầu mình kiểm tra còn không thấy cơ. Mới đầu nhìn qua không biết cơ. Mãi sau mình mới biết là mà lúc mình kiểm tra lại ấy, thì mình biết là con này là màn lô nhá. Máy mới GA này, bản 128GB em ạ.
con này để cho em với giá là 4 triệu 128 GB màn lâu, để cho em với giá là 4 triệu 400 nghìn đồng. Anh em đã có một con iPhone XR màu vàng đấy, máy quốc tế full chức năng, pin bỏ hỗ trợ thay pin cho anh em lên chỉ anh em chỉ mất 100k thôi. Em ok chưa, là 4,5 triệu pin 100%, iPhone XR máy quốc tế full chức năng màn lô 128 GB, không khác gì màn hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS 256 GB pin 100%, hình thức thì nói chung là đây nhá, hình thức đẹp luôn anh em ạ. Đấy, full chức năng con này đang hết pin rồi, đang hết pin rồi anh em ạ. Con này thì mình để cho em giá được bao nhiêu được, XS 256 GB pin 100%, 5,5 triệu đồng, tặng kèm cho anh em sạc nhanh anh em nhé, ốp lưng cường lực em ok chưa, 5,5 triệu đồng màu trắng pin 1 lít, XS 256 vỏ ok luôn, vỏ gần như zin keng luôn anh em nhé. Tiếp theo là con này pin bỏ rồi nhưng mà pin 100 rồi anh nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS 256 GB pin 84%, đấy máy quốc tế full chức năng. Con này thì mình để cho em giá 5 triệu 3 thôi. Một con iPhone XS 256 GB 5 triệu 300 nghìn đồng. Anh em đã có một con iPhone XS 256 GB rồi anh nhá. XS máy mới ra 256 GB pin 84%. Hình thức thì đây. Nói chung là mình quay cho anh em, nói chung nó cũng có phẩy em nhá, không được đẹp keng. Con này thì không được đẹp keng nhưng trắng, nhưng mà con này phẩy một chút thôi, không vấn đề gì. Đấy, con này để cho em giá 5 triệu 300 nghìn đồng cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max. XS Max 256 GB à. Sorry anh em nhé, con XS Max 256 GB này là mình đã chốt cho một người em ở Hải Dương rồi. Đấy thì thôi, mai mai mình sẽ đóng hàng gửi cho em. Thì hôm nay đấy mình có một số kèo để lên cho tất cả mọi người. Thì iPad mình à quên iPod, tai nghe iPod thì mình hết rồi. Đấy hôm trước mình bán 189 nghìn với 180 nghìn, còn con một hai cái cuối bán 180 nghìn cho anh em ấy, hết rồi anh em. Thì hôm sau nói chung phản hồi của anh em rất là tốt luôn đấy, đa số anh em phản hồi anh nghe bảo là được lâu với lại nghe nó êm, thì mọi người phản hồi như vậy là mình vui rồi đấy. Thì hôm sau mình sẽ đăng nhập tiếp của anh em nhé, hàng lại đang về rồi, hôm sau mình lại lên video tiếp cho anh em đấy. Người ta nghe iPod hổ vằn anh em nhé, nghe 7-8 tiếng đồng hồ luôn, bao phê. Nếu mà anh em nghe bình thường nhá, có phải vài hôm anh em không phải sạc là bình thường đấy. Thì hôm nay mình có một số kèo đây lên cho tất cả mọi người đấy, thì anh em nào mà cần máy gì hay cần mình tư vấn máy gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại, thì mình sẽ để phần màn hình nhá, đấy cả Zalo và số điện thoại của mình luôn. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình, chúc mọi người xem video của mình một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người về video ngày hôm sau. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhá.